Vào một giờ đêm trang phó trùng của băng Sakuragi đang đi tẩn cho những thằng ở băng khác. Lúc này có một cô bé đang mong chờ gặp được cha mình trong khi đó phó trùng Turu đã đánh nhau xong với chân ngôn thỏa thuận trong hòa bình. Khi trở lại vào xe cậu đã được đàn em Sunhara nhắc nhở là sẽ bị ông trùng phạt nếu cứ thế này. Và sự thật là ông trùng đã rất tức giận nhưng vẫn giao cho cậu thêm một nhiệm vụ lúc này một cô bé đi vào tên ca con gái của ông ấy. Và nhiệm vụ của cậu chính là chăm sóc cô chủ nhỏ này với sự đe dọa từ ông trùm cậu đã rất nhiệt tình thăm hỏi còn Suhara vì nghe lén nên đã bị cậu bóp đầu. Sau đó cậu cẩn thận chải tóc cho cô bé nhưng có vẻ kết quả hơi sai sai thế là khi nhìn thấy mái tóc dài của Suhara cậu ngay lập tức thực hành lại rồi để đàn em bị ông chùm hiểu lầm là bóng. Rồi cậu đã cùng cô chủ đến trường trên đường đi cậu nhận ra có một đám không biết điều đi theo nên đã dụ cô chơi trò Damura để cô chủ quay đi trong khi mình đập hai tên kia đến lúc cô quay lại chỉ thấy mình cậu thì đã rất quạo mà không biết hai tên kia thê thảm thế nào hôm sau trước khi đi học cô bé đã giấu cái gì đó rồi gì của cô là nanami đã đến để thăm cô nhưng vì phải đi học nên cô đã rất buồn sau khi đưa cô đi học cậu về nói chuyện với nanami và với cái miệng quạ của suhara xứng đáng với một cốc trà nóng lúc này cậu đã nhớ đến thứ mà cô đã giấu trước khi đi học thì ra đó là một bờ giấy mời phụ huynh lên học lớp vì lúc trước cô bé từng đưa cho dì mình nhưng dì ấy lại bận còn hiện tại cô bé cũng không dám đưa cho cha nên mới giấu đi lúc này ở trường cô các bạn đều có ba mẹ theo cùng nên cô bé đã rất tuổi thân cho đến khi cậu xuất hiện cô bé đã rất vui và với vẻ ngoài bành bao cậu mau chóng được mọi người chú ý còn suy diễn các kiểu đến khi về nhà cô bé muốn tặng cho cha mình bức tranh hồi sáng vẽ nhưng lại không dám thấy thế cậu liền tiếp thêm động lực cho cô chủ một bức tranh hoa anh đào cũng đủ để làm cha cô vui còn cậu thì nhớ lại những lời nói của nanami gì ấy muốn cậu trở thành người thân với cô bé vì giờ đây chỉ có cậu là thường xuyên ở cạnh bé nó mà thôi và hiện tại mối quan hệ của hai người cũng tốt lên rất nhiều Trong lúc đó mẹ của cô vẫn còn đang nằm trong bệnh viện Buổi sáng đến trường thấy các bạn nói về những thứ mẹ làm cho làm cô cảm thấy cô đơn Còn hai người chăm sóc cô ở nhà lại làm này làm kia nè Sau đó cả hai bị gọi đến phòng ông trùm vì ông Ấy muốn đi thăm mẹ cô nhưng lại bận tâm đến việc có kẻ mạo danh hai người đi phá làng phá xóm Thế là hai người đã đi điều tra và biết được bọn chúng không chỉ ăn quyệt mà còn sàm sửa con gái người ta Theo điều tra thì hai kẻ đó được băng phái đối lập thuê về để hạ thấp cậu Lúc này bé rơi đã được dì mình gợi ý đi lễ hội pháo hoa và tất nhiên bé sẽ đi cùng hai người. Cả ba người đi dạo rồi ghé vào hàng bắn quà vì bé thích thỏ nhùi bông nên Sulhara đã cố gắng lấy nhưng nó không hề nhúc nhít thì ra con thỏ đã bị cố định lại. Còn ông chủ khi nhìn thấy hình xăm đặc biệt của cậu thì liền giao nộp con thỏ sau đó ba người đã đi chơi rất vui rồi họ cùng hứa với nhau sẽ đến đây vào năm tới trong tiếng pháo hoa. Sau khi đưa bé về nhà cậu ngay lập tức đến chỗ của hai tên giả mạo kia và thế là kẻ giả mạo cậu đã bị cậu xử đẹp vốn muốn lôi ra ngoài đánh tiếp nhưng cậu lại nhớ đến cô chủ mà bỏ qua cho hắn đến khi cậu về nhà thì mới biết cô chủ đã cố gắng thức đợi cậu về trải nghiệm ngày hôm nay cũng rất mới lạ với cậu hôm sau đến lớp các bạn vẫn tiếp tục nói về mẹ của mình nên khi về nhà lúc đang cùng cậu ăn bánh quy cô đã hỏi về mẹ cậu thế là cậu liền nói chuyện này với ông chùm thì ra lúc cô còn nhỏ đã được ông ấy mang đến gặp mẹ nhưng vì bé cứ khóc nên ông cho ở nhà luôn nên rồi ông muốn dẫn cô đi gặp mẹ thì lại bị cô phản đối vì cô thấy bà ấy không làm gì cho mình thì khác gì người dương nên cậu đã phải đến khuyên bảo cô thì biết vì cô đã cố hết sức để ở cạnh bà nhưng bà chỉ nằm đó mà không hề đáp lại cô nên cô mới nghĩ mẹ mình không thương mình thế nên cậu đã nói cho cô biết về tình thương của bà dành cho cô nhưng bà ấy đã bị tai nạn tuy nhiên điều đó không thể đem bà đi vì bà còn có tình yêu dành cho cô và vì vậy mà cô đã hiểu ra lỗi sai của mình cô cũng ngay lập tức xin lỗi cha mình vì những lời nói lúc nãy tất nhiên ông đã tha lỗi cho cô và nói chỉ cần cô cười và đến thăm mẹ thì bà ấy cũng sẽ tha lỗi cho cô như vậy sau đó cậu đưa cô về phòng ngủ thì cô lại nói cậu tốt bụng cậu đã rất ngạc nhiên vì trước đây ai cũng gọi cậu là ác quỷ nhưng cô bé đã nghĩ cậu nói dối vì cậu rất tốt với cô bé nên bé muốn trở thành người như cậu đêm hôm đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều còn cô bé cũng bắt đầu yêu thương người mẹ của mình hôm sau mọi người đã cùng nhau đến bệnh viện thăm mẹ cô nhìn thấy mẹ mình cô lập tức xin lỗi cô cũng muốn bà sớm tỉnh dậy để cả hai có thể trò chuyện với nhau Nhìn thấy cô trưởng thành bật phụ huynh càng thêm xúc động cô bé vì không muốn mẹ cô đơn nên đã vẽ mọi người để tặng bà. Rồi cô cùng Turu đi mua đồ ăn trưa cho mọi người còn ông trùm lại nghĩ đến khoảng thời gian ba người hạnh phúc. Hơi ai hết ông vẫn luôn ngóng trong người vợ mình khỏe lại nhìn thấy cô càng lớn càng giống bà làm ông cũng yên lòng hơn phần nào. Còn hai người ở tiệm tạp hóa đã gặp được anh à ơi cùng con trai cả bốn người đã đến chỗ khác nói chuyện. Anh ấy lúc trước là đàn anh của cậu nhưng bây giờ chỉ là một ông bố bình thường con trai anh ấy tên cu kỳ nhỏ hơn cô một tuổi mà đã đòi hẹn hò với cô đúng con hơn cha là nhà bài nắp. Thấy anh ấy có vẻ buồn khi nhắc đến băng Sakura gì nên cô bé đã hỏi cậu thì biết anh đã rời khỏi băng đàn vì vợ của mình nhưng cha cô không hề giận anh ấy. Thế nên khi anh chuẩn bị rời đi cô đã nói cha cô không hề giận anh vậy là nước mắt anh ấy cứ thế tuôn ra khi suối. Rồi khi hai người quay lại phòng bệnh cô đã nói với cha là anh Á à ơi sẽ mang quà đến thăm sau còn cậu không biết thấy sau khi hai người lúc trước đã từng rất thân nhau. Còn bây giờ vì không còn sớm nên cậu cùng dây ca về nhà trước. Lúc này trong một con hẽ một người đàn ông đã phát hiện ra một con mèo con bị bỏ rơi nhưng anh ta lại bỏ đi. Còn hai người sau khi về đã mua thêm bánh để mọi người ở nhà cùng ăn rồi phát hiện một con mèo và một cô gái ở cùng nhau hóa ra cô gái đó quá đói mà không thể làm gì. Hóa ra cô gái đó vì sắp phải thi đại học nhưng lại quá ngu nên đã bỏ nhà đi còn tiền trong người đã lấy đi mua thức ăn cho mèo hết rồi. Và con mèo này cũng không phải của cô gái đó nên cô bé quyết định nuôi con mèo này còn cô gái lại tưởng nhầm hai người là thành viên của bang Yakura. Nên đã tự nói tên mình là Ayumu và nhờ bé chăm sóc con mèo đó còn Ayuma thì về nhà ăn cơm mẹ nấu. Rồi cả hai đã mang bé mèo về nhà rồi đặt tên là bánh gạo nếp sáng sớm sau khi gọi cô bé đi lấy đồ ăn thì gạo nếp đã gửi lời chào đến ông trùm sau đó nó đi lạc vào một phòng đựng đồ cổ và dọa vài người sợ hãi rồi lại sợ khi phải ở trong hợp giấy một lần nữa thế là họ đã cùng nhau tìm kiếm con mèo rồi phát hiện lúc nãy đã sơ ý làm bể đồ thế là hai người dọn kho đã đến xin ông tha thứ con mèo cũng đến để xin ông tha cho họ vì đó là lỗi của nó nên ông đã tha cho họ nhìn thấy cô ông con mèo ông lại nhớ đến lúc mình trách phạt cậu lúc này có kẻ đã theo dõi cậu và muốn thực hiện âm mưu nào đó vào một ngày đẹp trời ông trùm đã gọi cậu và sunhara đến với mong muốn họ phải phát triển một kênh vlog với đề tài xã hội đen với nguyên nhân chính là băng đang bị khủng hoảng kinh tế nhưng hai người chỉ là tham gia mạng xã hội với mức độ giải trí mà thôi dù vậy ông cũng không quan tâm mà còn yêu cầu họ không được làm xấu mặt ban phái sau đó cậu đưa cô chủ đến trường với một thái độ mệt mỏi làm cô bé lo lắng cho cậu khi về lại nhà cậu và sunhara quyết định sử dụng đồ che mặt cậu cứ nghĩ sẽ để sunhara gánh còng lưng nào ngờ cậu lại phải quay vlog từ việc ngủ dậy đánh răng đến giới thiệu vũ khí và với một video đó cậu đã thu về hơn 13.000 view được đà lấn tới cậu tiếp tục quay và gọi thêm hai người nữa để tạo thành team Cherry. Họ thực hiện thử thách cà ri siêu cay đến cả Nanami cũng thấy thích thú video này hôm sau cậu vẫn đưa cô chủ đi học còn video đó đã được nhiều người chú ý hơn. Và rắc rối thật sự bắt đầu khi họ muốn dừng vlog này lại vì sợ cứ vậy thì sẽ bị lộ team Cherry đã lên video xin lỗi và dừng hoạt động điều đó lại dấy lên làn sóng dư luận. Cả Nanami cũng tiếc khi họ ngừng ra video những đứa trẻ cũng theo trên team Cherry. Lúc này ông trùm lại gọi hai người tới cứ tưởng sẽ bị trách phạt thì ông ấy lại muốn họ hát để có thêm doanh thu. Còn cậu đã muốn té khỏi dụ này rồi nhưng với sức ép từ ông họ phải đến trường quay chuẩn bị đồ và bài hát nhưng lời bài hát trẻ trâu làm hai người muốn đăng xuất. Tuy nhiên đó là lệnh từ ông trùm nên không ai dám bật hết cách họ đánh xá toàn bộ video nhưng chưa kịp chạy thì ông trùm đã dùng kênh khác thông báo về buổi hòa nhạc của họ. Lúc này cậu cũng chẳng buồn đưa đón cô chủ đi học cứ thế họ được mở họp báo được đi lưu diễn khắp nơi còn cô thì buồn bã ở lớp càng ngày càng có nhiều người yêu quý họ những tấm bìa lớn in hình những cuộc gặp gỡ với những người có danh tiếng thế mà cậu đã bỏ quên cô bé đến khi bé hỏi cậu khi nào sẽ về lại thì cậu chính thức phát điên cũng may đó chỉ là một giấc mơ cậu lại ngồi nghe cô chủ hát đến khi sulhara mang đến thứ gì đó thì lại bị cậu đấm sưng đầu cuộc sống của cậu đã không bị đảo lộn nữa và một buổi sáng lúc cậu đang đi dạo với bé dây ca thì gặp mấy tên sân si của băng khác bọn chúng còn cười nhạo vì cậu phải bảo vệ một cô bé đến buổi tối cậu phải đến buổi tụ họp của các băng đảng tên lúc sáng đến chế giễu cậu nhưng khi mặt đối mặt thì lại không dám nói gì cả sau khi cậu đi có tên khác đã nói cho hắn biết mình đã chọc người không nên chọc đến cả nhà hàng này cũng là do băng đảng cậu bảo kê lúc này ở nhà suhara đang cố hết sức để mình không bị bơ đẹp khi ba người đi chung thế là suhara bắt đầu với việc ăn chung rồi lại hỏi về chuyện trên trường nhưng có vẻ không khả quan là mấy rồi Suhara quyết định đi xem phim cùng cô thế mà cậu lại là người ngồi khóc vì phim cảm động và cuối cùng Suhara cũng biết nên nói về chủ đề nào rồi đó chính là nói về Toru. Bên này cậu đã gặp lại cô bóng long xuyên còn cô thì được gì mình rủ đi siêu thị mua đồ cô bóng đó. Tên lây bạn học lúc trước hai người có vẻ thân nên anh ta đã nhận ra sự thay đổi của cậu ngay lập tức. Lúc này cậu thấy thằng chuyên sân si kia đang kiếm chuyện với chủ quán nên bằng vài lời thì thầm của đá cậu đã đuổi được hắn đi. Sau đó Ray muốn rủ cậu đi ăn uống các kiểu nhưng đã bị cậu từ chối bằng một cuộc hẹn khác. Lúc này bé ca đang mua nguyên liệu làm bánh sô-cô-la cho cậu còn tên kia lại muốn nhắm và cô bé cũng may trên xe vẫn còn. Thằng mang não theo cùng còn hai dì cháu lại mang theo Eumu về sau khi chào hỏi thì Eumu cấm cậu vào khi họ đang làm luôn. Khi biết bé ca muốn làm bánh tặng cậu mọi người đã cố gắng giúp sức nên tối nay họ sẽ ăn ở bên ngoài nhưng khu nhà hàng họ hay ăn đã bị đám lo choi kia đến phá. Bánh của bé ca đã hoàn thành sau khi cho Eumu một phần thì cô muốn tặng cho Turu nhưng cậu lại có việc ra ngoài thì ra là cậu đến nhà hàng nơi đám kia đang quậy phá để gửi vài lời thi thầm của đá và vài cú tác động vật lý lúc này hắn mới nhìn thấy thế nào là ác quỷ băng Sakura Trên đường về cậu gặp lại người tên Masiro, cậu chẳng ưa gì tên này khi về lại nhà thì cậu được cô tặng cho một phần bánh cả hai ra ngoài ngồi ăn chứ không vào chỗ mọi người. Ayumu nhìn thấy họ vui vẻ bất chợt cũng muốn có cảm giác đó rồi cô đã gặp anh chọc lúc này suhara đang phải trốn hai tên loi choi kia. Hôm nay cậu phải đến họp phụ huynh cho cô với vẻ đẹp dai thì cậu đã được các bà mẹ quan tâm nhiều chỉ có cô chủ là chê đồ cậu mặc không hợp. Cô còn nhớ đến sinh nhật năm ngoái chỉ có thể đón cùng gì Nanami sau đó họ đi mua bánh donut rồi gặp Ray thế là họ đã vào trong nói chuyện Ray nói mình là bạn thân của cậu nên đã hỏi cảm nhận của bé về cậu chỉ là những lời nói đó có chút sai sai thế là trong lúc cậu đi thanh toán Ray đã bóc phốt cậu với cô bé. Sau khi mua đồ và thanh toán xong họ tạm biệt nhau rồi ra về lúc ra khỏi cửa hàng Ray đã nói với cậu về tên Masaya thanh niên vừa ra tù. Khi về đến nhà cậu cùng Nanami quyết định xem sẽ tặng quà gì cho cô nhưng vì cậu từ nhỏ đã không có quà sinh nhật nên cậu quyết định nấu cho cô một món gì đó với sự giúp đỡ nhiệt tình từ Nanami. Vì thế mà bé Zeka phải đi chơi cùng người khác ở công viên cô bé còn gặp được bé Sara một người nhiệt huyết như bão tố trong khi đó cậu đã đổ máu khi cố cắt rau. Còn hai cô bé đã chơi rất vui nào là nhảy dây chơi xích đu. Làm bánh sinh nhật bằng cát đến khi phải về nhà Sara còn hứa hẹn sẽ chơi với cô vào ngày khác. Lúc này cậu lại nhớ đến về đĩa cơm của mẹ cậu còn cô thì đang ủ rủ vì không biết có thể chơi cùng Sarah. Tiếc không vì nhà cô là xã hội đen nhưng khi thấy cậu cô đã vui hơn một chút nhưng vẫn buồn vì Sarah. Lúc này Sarah cũng xuất hiện cùng cha và nói họ đã chuyển đến căn nhà kế bên sau khi ba bé Sarah chào hỏi ông chùm thì cô đã được ông cho mời Sarah đến dự sinh nhật mình. Hôm sau Sarah đến cùng ba mình ông ấy tên Leon ông ấy còn tưởng nhầm cậu là quản gia của nhà này và khi nhìn thấy ông trùng ông ấy đã rất phấn khích vì ông trùng phát ra vẻ truyền thống cùng với ngôi nhà mang vẻ đẹp nhật bản còn hai cô bé đã được chuẩn bị bánh ngọt bỗng gạo nếp xuất hiện thế là hai cô bé đã chơi trò đổi bắt với mèo trong sự lo sợ của hai người canh giữ lúc này hai người cha đang nói về cây anh đào rồi leon đã nói đây có lẽ là định mệnh để họ có thể thân thiết với nhau sau đó hai cô bé đã đến gặp ba mình sau khi bắt được gạo nếp rồi cả hai cùng đi ăn bánh và bắt đầu làm thân các kiểu dây ca còn nhờ sarah giúp đỡ mình sau này rồi cuối cùng cũng đến lúc chúc mừng sinh nhật cùng với những món quà cha cô thấy con gái hạnh phúc cũng vui theo. Sau khi mọi người về hết thì cậu đã tặng cho cô đĩa cơm mình tự làm nhìn cô bé ăn ngon cậu lại nhớ về quá khứ có mẹ bên cạnh. Cô bé còn vui vẻ cảm ơn phần quà này của cậu trong lúc đó Masaya đang bị cha mình giữ lại trong khi anh ta đang muốn giết cậu ngay lập tức. Masaya đang đánh người khắp nơi vì bị ông già mình ngăn cản việc giết Turu vì cậu giờ đây đã trở thành người chăm sóc một cô bé. Thế nên thanh niên cây cu muốn nhìn thấy cậu thay đổi bằng chính mắt mình. Masaya đã chút giận lên thành đường rồi nhớ đến vết sẹo của mình là do cậu tạo ra và hắn đã sống chỉ với mục đích là giết cậu. Thế nên việc cậu thay đổi khiến hắn không thể chấp nhận và vậy là hắn đã gặp cậu khi đang dắt bé ca đi mua bút màu. Còn ông già hắn lúc này vẫn nhàn nhã kể chuyện muốn xin ông chùm bé ca về nuôi một hôm điều đó đã khiến thân cận của ông chảy mồ hôi hột. Còn tên trẻ châu kia vẫn nhất quyết đòi cậu quay lại làm ác ma cũng may Ray đã đến nhắc cậu nhớ về tuổi trẻ của mình và vết sẹo trên mặt Masaya ray còn nói cả ba là bạn thân vì đều bị cô lập khi quậy phá còn hiện tại hắn đã nói những lời không nên nói cũng vì hắn gia nhập xã hội đen vì biết cậu đã gia nhập băng nào đó nhưng cậu không quan tâm mà định tiễn hắn về với đất mẹ thì bé dây ca đã ngăn cậu lại ông già kia cũng kéo Masaya về còn cậu lại nghĩ đến quá khứ của mình lúc này tên mashiro lại âm mưu chuyện gì đó còn suhara đã lên đồ để đi ký hợp đồng với tên nào đó tên này còn nói đã từng bàn bạc với cậu nên muốn suhara nhanh chóng ký vào bản hợp đồng giả vì nghĩ cậu chỉ là một tên lính quèn nhưng không biết mình đã bị lộ ngay từ đầu thế là hắn thẹn quá mất khôn để rồi nói ra những câu khiến suzhara không thể không đập hắn ra bã đến khi quay về cậu lại nhớ đến thời niên thiếu của mình lúc con hành nghề ăn trộm nhưng rồi cậu đã bị turu bắt gặp dưới sức ép của anh ấy cậu đã lỡ miệng nhận đã lấy trộm hóa ra lúc còn trẻ trâu vì luôn bị người khác chửi bới chỉ có duy nhất việc trộm cắp là được khen tài giỏi Giờ đây cậu bị bắt về pha trà cho anh Turu rồi được khen là pha trà ngon thế là cậu quyết định cả đời sẽ đi theo anh ấy cốc trà cổ cậu trộm cũng mang đi trả lại. Còn về tên lừa đảo kia đã bị Mashiro giật dây nên mới dám lừa băng Sakuraji thế nên khi xong việc hắn đã quay lại để giết ông ta. Còn Suhara sau khi quay về đã pha trà cho cậu bằng cái cốc năm xưa nhưng Turu đã chẳng nhớ gì về vụ đó cả. Con bé Zeka đã cho Sunhara vào danh sách thân thiết. Sáng hôm sau chú Leon đã qua nhà chơi còn bé Sarah đã đến lớp cô học. Sarah nhanh chóng thân thiết với các bạn trong lớp. Còn ông chú A ơi cùng con trai đã mang theo quà đến thăm ông chùm sau đó hai đứa nhỏ chơi với nhau trong khi A ơi đến gặp riêng ông chùm. Còn cậu và Sunhara phải chuẩn bị bánh và trà cho mọi người sau đó hai người họ tiếp tục nói về chuyện 8 năm trước khi đó A ơi còn là phó băng còn cậu chỉ là thằng nhóc tiềm năng nhưng phá hoại. Khi đó ông trùng còn trẻ và rất thương yêu vợ con còn bé dây ca vẫn còn nằm trong bụng mẹ rồi cậu xuất hiện. Như cô hồn sống dọa Nanami xém xỉu trong lúc đó vợ chồng ông trùm vẫn phát cơm chó cho người xem. Hóa ra từ 8 năm trước vì bị ăn cơm chó quá nhiều nên anh cũng mong muốn có một gia đình và thật may anh đã có được gia đình như ước muốn. Nhưng lúc đó anh vẫn còn ở trong băng và sống với những người anh coi là gia đình dù là thế cô gái anh yêu vẫn chấp nhận anh và cả gia đình đó. Cho đến một buổi tối khi cô gái đó không thể liên lạc với anh, còn anh cùng Turu thì đang làm nhiệm vụ đến khi quay về thì người đã đầy thương tích, điều đó khiến cô gái ấy phát bệnh lúc này anh đã nhận ra cô gái của anh đã phải che giấu rất nhiều nỗi lo. Còn ông Trùm sau khi biết chuyện đó đã khuyên anh rời băng để lo cho gia đình nhỏ của mình. Hôm sau anh đến bệnh viện để thông báo chuyện rời băng với cô ấy cả hai đã khóc rất nhiều cũng vì quyết định ngày hôm đó mà giờ đây anh đã có hai đứa con cùng một người vợ dịu dàng sau đó anh cùng Turu ra ngoài xem hai đứa nhỏ vẽ tranh anh ạ à ơi đã rất bất ngờ khi cậu là người chăm sóc cô bé vì trước đây cậu thậm chí không thèm nhìn lấy bé nó với cậu lúc đó việc này thật sự rất phiền phức sau khi hai đứa vẽ xong anh đã nhìn thấy khuôn mặt mà trước giờ chưa từng thấy ở cậu rồi anh đã nhận ra mình đã thật sự lo lắng vô ích sau đó anh lấy bánh ra cho tụi nhỏ ăn thế mà chúng lại hùa nhau trêu anh rồi anh lại nhớ lại lúc vợ mình còn nằm viện anh cũng mang bánh đến để cùng ăn với cô ấy dù rất ghét đồ ngọt anh ạ à ơi lúc đó và bây giờ đều rất hạnh phúc Hôm sau khi đến trường nhìn thấy Sarah kết được rất nhiều bạn, lúc này cô thấy một cô bạn bị gãy bút màu nên cô đã tặng bạn đó một cây cùng màu. Thế là bạn đó muốn kết bạn với cô và thế là cô đã có hai người bạn cậu nhìn thấy vậy cũng vui thay cô. Cứ thế cô bé đã có được hạnh phúc mà cô từng mong ước. Hôm nay cậu thấy cô chủ có vẻ háo hức hơn mọi ngày nên cậu đã nói chuyện này với dì của cô nhưng dì ấy cũng chả nói gì. Suzuhara cũng có chuyện gì giấu cậu kết quả là xém bị cậu hành cho ra bà. Còn cô chủ vẫn cứ háo hức còn cậu lại bị Suzuhara lôi đi xem phim kinh dị khiến cậu càng cây cù hơn sau đó cậu. Cứ đi đâu là Suzuhara lại theo đến đó nhất là khi cậu đến phòng khách cả lão đại cũng lôi cậu đến chỗ mình. Ông ấy đã nói rất nhiều với cậu từ chuyện băng đảng đến chuyện cô chủ. Khi đã hết chuyện ông ấy vẫn cố gắng giữ cậu lại đến toát mồ hôi hột đến khi mọi người đến. Hóa ra họ đã bí mật tổ chức sinh nhật cho anh đó cũng là ý tưởng của cô chủ. Làm cậu nhớ đến gia đình của mình cô còn vẽ lại một tấm chân dung của anh sau đó họ tiếp tục đi nhậu ở quán của dì cô. Ở đây có món ăn yêu thích của cậu cô ăn thử thì thấy món đó ngon thật. Dì cô còn mang ra một con cừu bông mà hình như cậu quên mất đó là thứ cậu mua lúc đầu cậu còn mua nhầm thịt cừu về. Làm cậu nhớ đến thời trẻ trâu của mình dì cô bắt đầu kể về cô của lúc nhỏ. Cậu cũng nói về ông trùng thời đó sau đó gì rót rượu cho ông ấy rồi nhớ lúc chị mình đưa ông đến lần đầu. Ông cũng nhớ về lần đầu gặp vợ mình một cô gái yêu thích hoa nhưng không biết cắm hoa. Ở tiệm hoa ông đã gặp bà không ngờ ông trùng lại biết cắm hoa làm bà hết sức ngưỡng mộ. Thế nên ông đã nói bà nên tự tin vì cắm hoa chỉ là để vui vẻ chứ không phải mua bán. Sau ngày hôm đó bà đã nhờ ông dạy cắm hoa và thế họ đã có một cuộc hẹn với nhau. Bà còn cho ông số điện thoại để tiện liên lạc bà chủ tiệm thấy thế thì chọc bà làm bà cứ ám ảnh chữ hẹn hò. Hôm sau khi gặp nhau ông còn mời bà một ly kèm thượng hạn làm bà cứ ngại ngùng như mới yêu. Món kem đó ngon đến mức bà chỉ muốn ăn mãi rồi bà nói về cha mẹ mình đã mất và cả em gái mình. Vậy là ông đã mua cho bà một phần bánh đem về còn đưa bà về nhà. Lúc này bà mới nhớ lý do hẹn nhau là gì thế là ông thấy cô gái này thật là thú vị. Rồi hai người lại hẹn nhau vào một buổi nào đó khi đó gì mới cấp 2 và giờ cả ba đã có những kỷ niệm hạnh phúc bên cậu và à ơi. Dù đã từng xa cách nhưng nhờ có cô chủ họ một lần nữa đã tái hợp cô cũng đã không còn những ngày cô đơn bên gì mà đã có rất nhiều người bên cạnh sau khi tan tiệc mọi người cùng nhau đi bộ về còn cậu thì tranh thủ nói chuyện với cô chủ cô rất vui vì đã gặp được mẹ và có nhiều bạn còn cậu thì muốn cố gắng hơn nữa để chăm sóc tốt cho cô vì nụ cười lúc nhỏ của cô đã thắp sáng cho cậu vậy mà ngay lúc này cô lại làm mặt xấu hóa ra là muốn chọc cậu cười thế là cậu năn nỉ cô làm lại rồi chụp lấy khoảnh khắc đó một năm qua họ đã vui vẻ bên nhau và cô muốn họ sẽ tạo nhiều kỷ niệm hơn nữa thế mà lại có người lén lút chụp hình cô cậu sau đó lại nhớ về quá khứ lúc còn là quỷ của băng rồi lại bị cô gọi dậy hóa ra vì mai họ sẽ chơi cùng nhau ở một nơi nào đó có người đang định làm hại cô. Hôm sau cả đám cùng cô chơi với bạn cô cả ba trông có vẻ rất vui rồi cô quyết định chơi trò mà ngày đầu cậu chơi. Đó cũng giống với trò Doraemon ở chỗ mình vì Sarah quá vui mà lỡ té kít lại đỡ nên cả hai đều bị loại. Giờ chỉ còn hai người nhưng với cú đạp đó thì cậu đã thắng còn Suzy Kara thì bị sốc tâm lý. Tiếp theo là trò trốn tìm vì người tìm lỡ thấy cô nên đã chọn cách tự hủy cô thì không hiểu chuyện gì nhưng vẫn phải chơi lại từ đầu lần này cậu là người tìm hai thanh niên kia sợ quá không dám tách nhau ra tụi nhỏ cũng tìm đến thấy vậy suji kara tưởng sẽ được cứu ai ngờ vẫn vậy chơi đến chiều tối thì cũng phải về cô chủ cũng rất vui nên họ sẽ thường xuyên đến đây hôm sau khi trời sắp mưa cậu đã chuẩn bị đi đón cô về suji kara nói cậu đã giống người hơn quỷ mà cả ông trùng cũng cảm thấy thế họ cũng đã quen với những ngày tháng yên bình này vậy mà khi cậu đến đón cô thì cô đã bị ai đó lừa đi mất cậu phải đến gặp bọn chúng dù cậu không mấy quan tâm đến chúng nhưng khi biết cô chủ trong tay chúng cậu đã khác Cậu chuyển qua đi đường quyền nhưng vì chúng còn giữ cô nên cậu phải chịu đòn. Bọn chúng còn nhồi nhét suy nghĩ xấu về cậu cho cô nhưng cô vẫn tin tưởng cậu nên đã bị đánh ngất. Cậu nhớ lại lúc mẹ mình như thế thì liền đập thằng đó xanh cỏ những tên khác nhìn thấy vậy cũng xách quần bỏ chạy. Ngay khi cậu định giết quách hắn thì cô đã gọi cậu lại thế là trong cơn mưa cậu chỉ có thể nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Đứng trước ông trùng cậu chỉ biết xin lỗi ông ấy biết cậu muốn tìm lũ kia nên đã giận cậu phải ở đây với cô. Nhưng giờ cậu không nghĩ nhiều đến thế cậu đã nhanh chóng rời đi. Khi đang lang thang thì lại gặp thằng cha ưa đánh nhận ra ánh mắt đó anh ta đã đánh cậu với mong ước được đánh nhau và đây là kết quả. Không liên lạc được với cậu, ông chùm đã rất lo lắng cho nạn nhân của cậu tên cầm đầu cũng đã chia tiền cho tụi tay sai. Bọn chúng vui vẻ mà không nhận ra sát boy đang đến. Suzikara cũng nhanh chóng điều tra được bọn chúng và cũng nhận được tin về những người cậu đánh. Còn những tên chính đang được cậu chăm sóc đặc biệt thằng cầm đầu thì đang vui vẻ khi làm cậu hóa quỷ. Vào cái lúc cậu đi đưa thằng kia quy tiên thì ông trùm đã đến còn cô chủ lúc này đã sắp tỉnh lại. Cậu thì được đánh yêu là vô vàn lời yêu thương đường mật cũng nhờ thế mà cậu tỉnh ra tuy nhiên thằng kia cũng xanh cỏ dưới tay ông. Còn cậu thì đau buồn vì nghĩ mình cũng chỉ có thể làm ác quỷ tuy nhiên ông chỉ muốn cậu chăm sóc cô chứ không phải là quên đi quá khứ. Họ cũng nhận được tin cô đã tỉnh cậu lập tức đến tìm cô và cô cũng không ngại đôi tay máu của cậu. Cả hai đều đã khóc ông trùng cũng thấy nhẹ lòng hơn hẳn cậu vì quá mệt nên đã lăn đùng ra ngủ cô lại nhẹ nhàng du cậu ngủ. Sau hôm đó cứ tưởng vậy là xong thì cậu lại có chuyện với ông trùng. Còn trong lúc cô đang tập viết thì Sujikara đến chơi cùng cô họ đang nói xấu cậu thì cậu đến. Cậu muốn được đi chơi với cô nhưng vì hội pháo hoa đã hết nên họ sẽ tự tổ chức một cái. Vì nhà chị giàu mà thế nhưng thái độ cậu với Sugikara lạ lắm cô gọi cả Sara đến chơi cậu thì trông khá buồn nên cô đã rủ cậu ra chơi ai cũng chơi rất vui. Cô cũng thế chỉ có ông trùng biết chuyện của cậu sau khi tàn tiệc vì dư pháo bông nên cô muốn giữ lại để khi khác chơi với cậu. Sau khi cô say giấc thì cậu đã rời đi cậu còn nhắn cho Kara là người thay thế cậu chăm sóc cô. Tất nhiên Kara đã đến hỏi ông trùng nhưng ông ấy cũng bất lực lắm dù anh ấy có nói gì nữa thì cũng vậy thôi. Khó khăn nhất vẫn là cô ông chỉ đành nói cậu xin nghỉ rồi ông sợ cậu sẽ không về lại nữa. Giờ cô chỉ đánh giao cho anh còn cậu thì đang lên đạn định tự sát rồi lại nhiều lúc nói chuyện với ông trùm, tên cầm đầu thì vẫn còn đang vui sướng hắn quyết tâm có được cậu. Suzy Kara cũng đang sầu não cô cũng hết sức buồn chán vậy là anh đã quyết định nói với cô chuyện cậu bỏ nhà đi bụi cô cũng muốn giúp anh tìm cậu về còn cậu thì vẫn đang ngồi thẫn thờ tên kia cũng đến với hy vọng trường mộ được cậu hắn thích con quỷ bên trong cậu nên đã cố gắng theo đuổi đến mấy năm trời giờ hắn lại nói khích cậu rồi cậu nhận ra kẻ cầm đầu chính là hắn dù đã cầm súng lên đạn nhưng cậu lại bắn vào tường sau khi hắn đi đêm đó khi anh a à ơi đang đi làm về thì thấy cậu ở công viên anh đã đến và hỏi thăm cậu bằng một giọng điệu ngọt ngào anh lập tức nhận ra cậu đang không ổn nhưng cậu không muốn anh bận tâm anh cũng nhớ đến lúc mình cũng rời đi ngay lúc đó cô đã tìm đến và cả Sujikara nữa lần đầu tiên nắm cổ áo cậu nói lớn tiếng Anh đã nói cho cậu hiểu việc bản thân rời đi là kinh khủng như thế nào. Nhưng thứ đáp lại cậu không như mong đợi tuy nhiên cậu đã chịu quay về ai cũng đều vui mừng nhất là cô rồi họ cùng nhau về nhà. Tưởng thế là hết ai ngờ cậu muốn chặt ngón tay để chuộc lỗi mặc cho Sujikara hết sức ngăn cản cuối cùng ông trùm vẫn phải ra tay tặng hai người một khối u hôm nay anh ạ à ơi cũng đến anh đã biết về việc hôm trước anh cũng khá lo lắng khi để cậu lại đây nhưng khi thấy sujikara anh đã yên tâm hơn hẳn hai người còn rất hợp tính nhau với bậc làm cha anh cũng rất mừng vì cô chủ không sao nhưng cậu lại không cho cô nói chuyện mình khóc hôm nay thằng nhóc nhà anh không qua vì nhà đã có thêm bé Hina nói đến chuyện lúc nhỏ cô lại muốn xem cậu lúc trước như thế nào vậy là ạ à ơi đã rủ cả đám về nhà mình ôn lại chuyện cũ bằng những lời đừng mật cô đã bị dụ rỗ lúc này cậu chỉ mong được chặt ngón tay đó đi đến chiều tối cô đã xin ông trùng đến nhà ạ à ơi chơi vì có cậu đi theo nên cô đã được đi cậu thì bất lực trong khi cô đang rất vui hôm sau họ đã đến nhà anh vợ anh ấy tiếp đón mọi người như người nhà Chị ấy cũng để ý đến cô chủ dễ thương này chị còn lại một chiếc bánh cute phô mai que cho cô. Còn cậu nhóc kia vẫn cứ mom mem ý định tán đổ cô kết quả là bị bố đánh sưng mông. Bé Hina vì thế cũng tỉnh giấc thế mà khi thấy cô bé nó lại nín khi được nắm tay với cô bé còn vui như nhà chúng số. Hóa ra thằng nhóc kia lúc nào cũng nhắc đến cô nên giờ bé rất muốn chơi với cô cậu bên ngoài cũng thấy được niềm vui của cô. Vì cà phê đổ trên đầu nên cậu phải tháo kính thấy kính cậu cũ anh đã cho cậu một cái trong kho tàn này làm cậu nhớ đến lúc anh tặng kính thời trẻ trâu. nên cậu vẫn giữ chiến kính này thế mà hai người lại hợp nhau đến lạ cô cũng nhạc nhiên khi thấy cậu như thế nhưng rồi cũng đi chơi cùng gia đình anh ạ à ơi còn hai người vẫn cứ mãi mê nói chuyện rồi từ một tập tài liệu của cậu thấy được tấm ảnh với cô lúc nhỏ theo lời anh ạ à ơi thì đó là khi cậu bị cấm túc ở nhà vì cái tội cắn bậy khi không ai ở nhà mà cô lại thức dậy với một gương mặt khá là gợi đòn cô đã thể hiện trình lắp ép của mình cậu phải khen một cách rất thực chân để cô vui vậy mà cô còn khinh bị cậu vì lỡ tay làm hư đầu lắp ép mà cậu phải thể hiện trình độ của mình vẫn không quên phải khen cô nhưng giờ cậu đã được khen lại cứ thế họ đã chơi với nhau rất vui cho đến khi vợ ông chùm về và cô lại xe giấc nồng bà cũng ủy thác cô cho cậu đến bây giờ cậu đã thành người chăm sóc cô khi hai người đi về nhà cả hai đều suy nghĩ về những người mẹ và rồi cô muốn mua hoa tặng mẹ hôm sau họ đã đến tiệm hoa khi cô bé nói muốn mua hoa tặng mẹ cậu đã lén chuyển thành hoa thăm bệnh cậu lại vô tình nhìn thấy loài hoa mẹ mình từng chồng cậu cũng nói cô biết mẹ cậu thích hoa đó hoa của mẹ cô đã có nên cô cũng muốn cậu mua cho mẹ cậu đêm đó khi chuẩn bị đi thăm mẹ cậu lại chìm vào khói thuốc lá còn tên kia cứ như âm hồn bất tán bám theo cậu Suzy kara sẽ là người đưa cô đi thăm mẹ còn cậu lại ra mộ ba mẹ thăm cậu nhận ra xung quanh có rất nhiều hoa vì mẹ cậu vốn rất yêu hoa nhớ lại lúc mình từng hạnh phúc bên mẹ và tất nhiên là cả ba nữa họ luôn luôn yêu thương cậu thời trung học cậu nhận ra ý nghĩ của hoa sống đời khi ba mẹ mình đều mất nhưng hiện tại cậu đã lấy lại niềm vui cũng là vì cô chủ nhỏ cậu cũng như trưởng thành hơn rất nhiều cứ thế cậu tạm biệt ba mẹ mình rồi rời đi sau này cậu cũng sẽ thường xuyên mang hoa đến không chỉ có cậu cuộc sống cô cũng đã tốt hơn kể từ khi họ đi cùng nhau